Đây sẽ quay trực tiếp cho anh em xem cái máy giặt Miller này, khay xà phòng này. Đó. Đây một bên khay đánh xà phòng riêng, một cấp nước đánh xà phòng cấp nước này. Đang sửa em Miller đây mất nguồn. Nhập khẩu nguyên chiếc. Bà con xem. Cực kỳ hầm hố, nó lặng khoảng cỡ có 2 tạ thôi. 4 người khênh, 4 người khênh. Đây là bo mạch, giặc điện của nó cực kỳ hầm hố. 110 còn trả lại tiền. Đây, hệ thống nước đằng sau. Đó. Anh em cần sửa máy giặt thì alo nhé, Miller 0936545458. Có kiếm nước trong kia hỏi anh Tài, hỏi chị Tài xem có kiếm nước được không. Đây là bộ phận điện, điện của máy giặt.